Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tình Thanh trận quân đội, ông Tập có được đội ngũ biết nghe lệnh. Ngày 28 tháng 6, BBC tiếng Việt đặt vấn đề, hai cựu bộ trưởng quốc phòng bị khai trừ đảng, Tập Cận Bình đang muốn gì? Theo đó, với việc bị khai trừ đảng liên quan đến cáo buộc tham nhũng, hai cựu bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc là ông Lý Thượng Phúc và ông Nguyễn Phượng Hòa có thể đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết án trong phiên tòa quân sự Cả hai quan chức này đang đối mặt với việc bị truy tố trước tòa án quân sự Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. BBC cho biết, quyết định khai trừ đảng đối với ông Lý và ông Ngụy đã được Bộ Chính trị Trung Quốc thông qua vào ngày 27 tháng 6. Bộ Chính trị Trung Quốc cũng đã chuyển vụ việc đến các công tố viên quân đội. Quyết định kỷ luật đối với hai quan chức này, khai trừ khỏi ban chấp hành Trung ương Đảng, sẽ được công bố trong phiên họp toàn thể từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 7. Và đây là hình bài bình luận trên BBC. BBC nhắc đến một số quan chức Trung Quốc đã ngã ngựa trong thời gian gần đây. Trong đó, cựu Ngoại trưởng Tần Cương đã biến mất một cách bí ẩn từ cuối tháng 6 năm 2023 trước khi bị cách chức. Còn cựu Bộ trưởng Tư pháp Phó Chính Hoa đã bị tòa tuyên án tử hình, sau đó được chuyển sang chung thân không ân xá liên quan đến tội nhận hối lộ và lạm quyền vào tháng 9 năm 2022. Theo BBC, ngày 27 tháng 6, ông Lý Thượng Phúc và ông Nguyễn Phượng Hòa đã bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc vì vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. BBC dẫn tường thuật của truyền thông nhà nước Trung Quốc. Theo đó, ông Lý Thượng Phúc bị tình nghi đã nhận những khoản tiền hối lộ rất lớn cũng như hối lộ người khác. Ông cũng đã không hoàn thành trách nhiệm chính trị và tìm kiếm lợi ích cá nhân cho bản thân và người khác. Hồi tháng 10 năm 2023, Trung Quốc đã chính thức bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc hai tháng sau khi ông đột ngột biến mất. Vẫn theo BBC, người tiền nhiệm của ông Lý là cựu bộ trưởng Nguyễn Phượng Hòa cũng đã biến mất trước công chúng kể từ khi rời chức vào tháng 3 năm 2023. BBC dẫn tân hoa xã cho hay một cuộc điều tra được tiến hành nhằm vào ông Ngụy hồi tháng 9 năm 2023 đã phát hiện ông nhận một khoản tiền rất lớn cùng những tài sản quý giá khác và giúp người khác hưởng lợi trái phép thông qua những sự dàn xếp cá nhân hãng thông tấn nhà nước đánh giá rằng những hành động của ông Ngụy về bản chất là cực kỳ nghiêm trọng với tác động vô cùng xấu và gây thiệt hại trầm trọng. Và đây là hình chủ tịch Tập, cũng là chủ tịch quân ủy Trung ương Trung Quốc trong một lần diệt binh. BBC cũng cho biết những đồn đoán về những chiến dịch thanh trần chống tham nhũng trong quân đội bắt đầu nhen nhóm trên mạng từ đầu tháng 8 năm 2023 khi hai tướng trong bộ tư lệnh tên lửa Trung Quốc bị thay thế. Thiếu tướng Trịnh Đông Phương, chánh án tòa án quân sự cũng bị thay thế chỉ sau khi nhậm chức vài tháng. BBC dẫn lời thừa nhận của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng, quân đội Trung Quốc đang đối mặt với những vấn đề chính trị ăn sâu vào cội rễ và tuyên bố quan chức tham nhũng sẽ không trốn dung thân. BBC dẫn một số nhận định cho rằng, công cuộc thanh lọc quân đội của ông Tập có thể đã tạo bầu không khí sợ hãi trong quân đội và chính phủ. Từ đó, ông Tập có thể đạt được mục tiêu cuối cùng là có được đội ngũ biết nghe lời, nhưng điều này có thể mang đến những hậu quả khác. BBC dẫn bình luận của tiến sĩ James Chas từ Đại học Công nghệ Nanjian ở Singapore cho rằng tham nhũng đã trở thành vấn đề nan giải đối với quân đội Trung Quốc, đặc biệt kể từ khi mở cửa nền kinh tế những năm 1970. Qua nhiều năm tiến hành loại bỏ những người không được lòng ông Tập, dường như chỉ còn những người chỉ biết răm rắp nghe lời vây xung quanh, có thể ảnh hưởng tiêu cực tới nền an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Chuyện Thanh Trần sẽ tiếp diễn cho đến khi nào chính phủ do đảng Cộng sản lãnh đạo chịu áp dụng một hệ thống pháp lý chuẩn mực thay cho các kỷ luật đảng, tiến sĩ Trem đánh giá. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Thanh Trần quân đội, ông Tập có được đội ngũ biết nghe lời. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sẽ không có cách mạng lớn, nhưng chính sách của Việt Nam đang thay đổi. Ngày 25 tháng 6, AFI tiếng Việt bình luận, đón Putin, Việt Nam có đang thay đổi chính sách hay không? Theo đó, trong 3 tuần qua, Việt Nam thực hiện 3 động thái liên tiếp về mặt đối ngoại cử Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tham dự khối BRICS ở Nga ngày 11 tháng 6, không tham dự hội nghị thượng đỉnh về hòa bình cho Ukraine từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 6 tại Thụy Sĩ và sau đó đón Tổng thống Nga Putin từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6. AFA nêu câu hỏi của giới quan sát rằng những điều đó có phản ánh một định hướng chính sách mới nào của Việt Nam hay không? AFA dẫn lý giải của nhà nghiên cứu Hoàng Vị cho rằng đối với Việt Nam thì cuộc chiến Ukraine trở thành cuộc đối đầu giữa phương Tây và Nga. Việt Nam không muốn bị lôi kéo vào xung đột này. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình cho Ukraine ở Thụy Sĩ không có mặt của Việt Nam dường như có mục đích chỉ trích Nga nhiều hơn. Đối với khối BRICS, theo ông Hoàng Việt, Việt Nam đã xem xét gia nhập khối này từ năm ngoái và quan điểm không loại trừ khối nào miễn là có lợi. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. Ông Việt nói: Việt Nam thúc đẩy quan hệ với Mỹ nhưng không có nghĩa là Việt Nam chiều theo Mỹ. Tương tự, Việt Nam thân với Nga và chịu ảnh hưởng từ Trung Quốc, nhưng không phải cái gì Việt Nam cũng nghe theo Nga và Trung Quốc. AFA dẫn quan điểm của luật sư Vũ Đức Khanh, giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Ottawa cho rằng có hai vấn đề cần chú ý. Một là có hay không Việt Nam thay đổi chính sách đối ngoại, hay là đánh giá thế nào về mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nói riêng với thế giới tự do nói chung. Luật sư Khanh cho rằng cần đặt những sự kiện này trong bối cảnh chính trường Việt Nam biến động rất mạnh ai hay bên nào đang chiếm thế thượng phong và chi phối chính sách đất nước lúc này và những năm sắp tới. Ông Khanh phân tích, chúng ta vẫn phải dò đường, quan sát từng động thái một, nhất là chúng ta cần quan sát nhóm ông Tô Lâm và nhóm mà các nhà quan sát đều cho là đang lên. Ông Tô Lâm là một nhân vật xuất thân an ninh, tức là nắm tình báo và sự an nguy của chế độ đó. Người làm về an ninh thì thường có những quyền biến mà chúng ta không thể nào đoán trước được. Luật sư Khanh cho rằng sẽ không có một cuộc cách mạng quá lớn, nhưng chính sách của Việt Nam vẫn đang trên bước đường thay đổi mà các nhà quan sát vẫn chưa thể biết được sự thay đổi đó sẽ diễn ra như thế nào. Và đây là hình ông Putin được ông Tô Lâm đón tiếp theo nghi lễ cấp nhà nước. Theo ông Khanh, không phải Việt Nam ngã hẳn vào trục, mạc tư khoa và Bắc Kinh vì ba sự kiện nói trên và Hà Nội dường như có một sự đánh cược rất lớn vào động thái mời và tiếp đón Putin vì Hoa Kỳ đã phản ứng rất rõ ràng cũng có thể Hà Nội muốn gửi một thông điệp nào đó cho tòa bạch ốc thông qua chuyến đi này của ông Putin. Vẫn theo luật sư Khanh, trọng tâm chuyến thăm Việt Nam lần này của tổng thống Putin tập trung vào ba vấn đề chính. Thứ nhất là hợp tác quân sự, an ninh quốc phòng. Ở lĩnh vực này, Việt Nam muốn Nga hợp tác chuyển giao một số công nghệ chế tạo vũ khí sát thương cho Việt Nam. Việt Nam không chỉ muốn mua vũ khí mà muốn tự chủ hơn về năng lực sản xuất vũ khí. Hai là về chính trị và ngoại giao, Việt Nam giúp Nga tạo thế thoát khỏi sự bao vây, cô lập của Mỹ và phương Tây do cuộc chiến Nga-Ukraine. Đồng thời, Nga cũng dự kiến tạo dựng lại chỗ đứng của mình trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Ngược lại, Việt Nam cũng muốn dùng Nga để cân bằng với Trung Quốc, Mỹ và phương Tây. Cuối cùng, về kinh tế và thương mại, Việt Nam có thể muốn Nga hỗ trợ để tham gia khói BRICS, đồng thời cũng để tăng tỷ trọng thâm nhập thị trường của Nga và Nga cũng muốn tăng cường giao thương với Việt Nam do đang bị Mỹ và phương Tây bao vây kinh tế. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Sẽ không có cách mạng lớn, nhưng chính sách của Việt Nam đang thay đổi. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính cho các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.